เราหนีเราหายเจอหายแต่
với những chúng tôi sẽ chúc mừng tạm biệt các quý vị khách quý. Chúng ta sẽ cùng với chúng tôi tại khu vực trước sự cầu lớn để sự kiện khai trương đội tuyển quốc tế Asia Beauty Clinic sẽ được đồng hành sau đây. Xin trân trọng kính mời và trân trọng cảm ơn. 5 người lần đó, giờ 5 anh rồi. 4 người. Chơi vào đây nha, mấy này. Ok, chị em nhìn nhau gì đấy. Tới viện thẩm mỹ Anjana Hat, mọi nhu cầu của khách hàng được lắng nghe, trân trọng bởi đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và chu đáo. Các quyết định của vấn đề sẽ được xử lý nhờ các